Xin chào tất cả anh em nhé. Đấy thì như anh em nào mà đang thua tha thì anh em không nên bỏ qua cái clip này của mình. Đấy, để mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Khi anh em đi chơi bài lá, anh em có thể biết được bài lớn nhất hoặc anh em có thể lấy được bài lớn nhất về mình một cách cực kỳ là đơn giản. Ví dụ như đây, mình sẽ đi chơi bài cào. Đấy, ví dụ như là mình sẽ đi chơi bài cào là một cái bài đang rất là phổ biến của anh em trong miền Nam hay chơi, đúng không ạ? Thì mình sẽ test thử cho anh em cùng xem này. Mình chuyển đặt bài. Đấy, mình đặt bài cái là mình đã biết là bài là bài lớn nhất rồi. Mình đặt bài thì bài mình sẽ là bài lớn nhất rồi. Máy báo 1 đúng không ạ? Thì 100% bài mình sẽ là bài lớn nhất rồi. Cho anh em cùng xem luôn. Bài này 7 đúng không ạ? Bài này 4 ạ. Bài này 3, bài của mình đây, 8 điểm lớn nhất. Test lại một ván nữa cho anh em này. Đấy. Nếu mà để như cho anh em đi chơi xanh chín ấy. Đấy, máy báo 2 đúng không ạ? Nhà số 2 lớn nhất này. Thì ví dụ mình muốn lấy bài lớn nhất về mình bán cái cho nhà này. Đấy, bán cái cho nhà này để lấy bài lớn nhất về mình này. Đấy, nếu mà để cho anh em đi chơi xanh chín thì anh em đang thua rồi ấy, thì rất là khó gỡ. Đấy, tại vì không phải là vài ván nào đó mình cũng đỏ và hôm nào mình cũng đỏ để mà mình gỡ lại được hết đúng không ạ? Mình chỉ có cách là mình dùng con máy đánh bài này. Đấy, mình dùng con máy đánh bài này. Mình đi chơi thì 100% là mình sẽ là người giành chiến thắng. Tại vì sao lại như vậy? Tại vì là anh em có thể biết được bài lớn nhất là bài nào để anh em lấy về mình. Hoặc anh em có thể là lấy bài lớn nhất về mình bằng cách bỏ lá rất là đơn giản. Đấy, đặt bài này rất là nhanh. Đúng không? Máy báo 3 thì nếu như bình thường nhé, nếu như bình thường mình chia thì bài số 3 này sẽ là bài lớn nhất này. Mình sẽ chia thử cho anh em cùng xem này. Đấy, thì bài này sẽ là bài lớn nhất nếu như là để bình thường. Đó, anh em thấy không? Bài đó 7 điểm lớn nhất. Còn ví dụ anh em muốn lấy bài lớn nhất về mình thì anh em chỉ việc bán cái. Đây. Đặt bài đúng không ạ? Máy báo 4 này. Thì anh em bán cái, ví dụ anh em muốn lấy bài lớn nhất về mình ấy thì anh em chia bài số 2 này. Đấy, thì bài mình đây nó sẽ là bài lớn nhất. Rất là đơn giản như thế. Đó anh em đúng không ạ? 8 mà có 8 còn hơi màu. Đấy, rất là yêu hiệu quả cho anh em. Hoặc ví dụ như anh em không bán cái ấy, không bán cái thì anh em có thể là bỏ lá để bài anh em bài lớn nhất. Đấy, không bán cái thì anh em có thể bỏ lá để bài anh em bài lớn nhất này. Đấy, ví dụ đặt máy đây cho anh em cùng nhìn. À. Đấy. Đây nha. Đấy, anh em nhìn này, khi mà anh em thoát ra ngoài đấy hoàn toàn bình thường đúng không ạ? Anh em chỉ việc đặt bài, luôn anh em đặt bài, máy vẫn báo bình thường thôi anh em. Máy báo 3, anh em bỏ đi cho mình 3 lá, anh em chia thì là bài anh em sẽ là bài lớn nhất. Đó, anh em thấy không ạ? Bài anh em sẽ là bài lớn nhất, rất là đơn giản. Tất cả các cái bộ môn liên quan đến bài lá anh em đều có thể chơi được nhá. Liêng ba cây hay là bài cào. Đấy. Máy báo 3 đúng không ạ? Đấy. Tất cả các bộ môn liên quan đến bài lá anh em đều chơi được, liêng ba cây, bài cào, bình sập sám, bình Ấn Độ. Đấy. Hay như các cái bài sâm lốc tiến lên, phỏm trắng đều chơi được. Anh em có thể thấy bài mình 7 điểm lớn nhất đúng không ạ? Mình sẽ cho anh em xem qua về cái hình thức của con máy đánh bài này. Đấy. Rồi sau đó thì mình sẽ đây, con máy đánh bài này hình thức anh em có thể thấy giống y hệt một con điện thoại Samsung đời mới bây giờ. Đó, hình thức cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây, giao diện thì anh em mở lên này. Đấy, khác gì một con máy Samsung đúng không ạ? Rất là ok bình thường. Anh em có thể lắp sim vào nghe gọi thoải mái anh em nhé. Đấy, anh em cần phải đăng nhập vào trò chơi thì anh em mới có thể là chơi được chế độ máy đánh bài. Còn không thì nó sẽ là một con máy bình thường. Đấy, anh em vừa có máy điện thoại để anh em dùng và con máy điện thoại này nó lại vừa hỗ trợ để giúp cho anh em kiếm tiền thì anh em còn lý do gì mà không sở hữu nó nữa đúng không? Hoặc nhiều anh em không thích cái dòng máy Samsung này thì nó sẽ có những cái dòng máy khác cho anh em lựa chọn. Đấy, và giá thành của nó dao động chỉ khoảng từ 7 triệu. Đấy, và đã có tặng kèm cho anh em đó chính là đầy đủ tai nghe. Ví dụ như đây, con máy này một hộp đầy đủ của nó sẽ có cho anh em đó là pin tai nghe này. Đúng không ạ? Pin tai nghe là một, tai nghe đó là hai,
rất là ok đúng không ạ? Đây pin tai nghe của anh em đây, và có một cục pin đây nữa, nên là khi anh em đi chơi hết pin anh em có thể thay dự phòng. Đấy, tai nghe thì là siêu nhỏ rồi, anh em nhìn thấy một tai nghe của nó này, ui giời, tai nghe này mà đeo vào tai thì không có thể phát hiện ra được rồi. Đấy, cực kỳ là kín đáo luôn nhá, mà độ hiệu quả của nó đem lại thì anh em đã nhìn thấy thực tế rồi. Còn anh em muốn trải nghiệm trực tiếp ấy, với cái bộ độ hiệu quả của con máy này thì anh em có thể đến một trong hai cơ sở của bên mình. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Cơ sở 2 là ở quốc lộ 13, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi cứ alo đến số online trên màn hình cho mình là sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn. Còn anh em ở xa, khi anh em đặt hàng, bên mình nhận gửi hàng cho anh em có thể là nhận hàng qua xe khách, xe đò, hoặc là anh em nhận gửi hàng qua bưu điện đều được anh em nhé. Khi anh em nhận hàng là bên mình sẽ gọi video cho anh em, hướng dẫn anh em cách dùng, cách sử dụng để sao cho anh em đạt được cái độ hiệu quả cao nhất. Và anh em nhận hàng nhé, anh em ưng, anh em lấy hàng thì anh em mới phải trả tiền, còn không thì anh em trả ship hoàn về, bên mình hoàn toàn thoải mái cho anh em, uy tín đặt lên hàng đầu anh em nhé. Và khi anh em mà đăng ký kênh này của mình đấy, anh em kết bạn nhắn tin qua Zalo số online này là bên mình sẽ tặng cho anh em một phần quà ưu đãi nữa. Đấy, thì anh em hãy nhanh tay để sở hữu cho mình con máy này để nhận được giá tốt nhất, để giúp cho anh em giành được chiến thắng, để giúp cho anh em kiếm được tiền một cách nhanh chóng nhất anh em nhé. Thì cuối video thì mình cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.